review từng món em. Đây là chiếc xe nha anh em. Rồi. Cái bánh trị giá là 200 triệu. 200 triệu hả? Cái cỏ này mình mua ở nước Nga nha anh em. Nước nào? Nước nào? Nước Nga. Nước Nga hả? Còn cái mấy cái dàn xe là inox không á. Thấy không? Inox trắng á. Ở Mỹ hả? Trắng là ở Mỹ. Kim cương hả? Nó ở nước nào? Cái gõ này là hình như là bằng ông sư nè, ông cố nè, ông gì chèn lại cho em mình. Vậy hả? À, giá nhiêu? Giá khoảng nhiêu? Giá khoảng không có đóng tiền. Giá được luôn. Vô giá hả? Vô giá. Đây. Cái câm đó, cái câm coi. Câm là một cây là khoảng là 1 tỷ mấy luôn. Trời ơi, nhiều bộn cây á. Đếm cũng nhiều cây lắm à. Đếm không xẻ đâu. Cái nhà này cũng không có bằng cái xe này đâu. Rồi cái vỏ làm sao? Vỏ bánh xe hả? Vỏ này cũng lâu à. Da khủng long. Vậy hả? Da khủng long. Trời ơi. Dồi. Khó rồi. Điều hết đây. Không có dễ mà mua xe nè. Di sơn làm bằng hoàng sắc gì tùm lum ta. Hoàng kim. Hộp kim á, lấy vàng ra cái gì, đồng đen hả? Bằng đạp là. Bằng đạp. Như nè, vàng nè. Ờ. Vàng nè. Vàng. Rồi giá nó nhiêu, giá khoảng nhiêu? Cái bằng đạp này là. Dạ. Một cái tỷ mấy à? Trời nhiều ơi, lắm đó. 2 tỷ mấy à? Còn đồng bom cái đó. Mà chỉ còn có một cái ốc này thôi là bằng cái nhà này các bạn. Dữ dằn quá. Đây là cái bán chiếc xe. Đây nè, vàng nè. Đó, vàng. Vàng miếng đó không? Vàng này khó lấy lắm. Cái chân trống nó. Chân trống này, chân trống này. Bạc luôn. Bạc cái này nó hay. Mấy tiền, tính tiền hay số tiền anh nhiêu? Mua ở Ấn Độ hình như chuyển lại. Cái yên. Ờ như khoảng là 4 tỷ mấy. 4 tỷ mấy hả? À? Cộng cái lò xo vô luôn. Dạ. Yeah. Cái yên được mua ở làm từ sa mạc. Hình như cái dây thắng này là khoảng 5 tỷ mấy nha, hơn cái này một xíu à. Dạ. Cái yên sa mạc. Còn cái nào nữa hết chiếc xe này khoảng nhiêu? Vô đối tiền rồi, không có. Không, chứ là vô giá phải không? Thì có ai trả giá chưa? Có ai từng trả giá chưa? Trả rồi, như 500 tỷ luôn á. Dạ. Yeah. Quá trời luôn rồi. Cái gỗ này hình như nó bị gãy nè. Gãy vì té xe. Rồi vì tai nạn hả? Gỗ này là con vàng mà nó đâu gãy được, gãy được khúc thôi. Thức này rồi. Hình như cái cỗ này cúp lâu năm lắm rồi, xe này lâu năm rồi thấy không? Thấy khoảng nhiêu năm nói thử coi. 559 năm gì á. Trời ơi quá lâu lắm. Cổ lắm. Vậy là xe này vô xe cổ hả? Ừ, xe cổ. Vô giá lắm. Rồi. Lâu năm. Là còn hơn cái căn nhà này nữa hả? Hơn gấp mấy lần căn nhà hơn luôn à? Hơn gấp 100 tỷ mấy lần luôn. Trời ơi quá trời. Quá trời à. Xe này quý lắm. Chắc bán cái này chắc không. Xe này làm được mấy mấy. À đây là cái cây mua hình như 500 tỷ mấy nè. Mua ở sa mạc. Mua sa mạc nè thằng này phụ mua nè. Dạ. Nè thằng này phụ mua nè. Ây da, phụ mua hả? Rồi này chuyển về bằng cái gì? Chuyển về máy bay hả? Chuyển về bằng máy bay gì á. Nặng lắm, cái này nặng khoảng mấy ký á. Nè ta trồng ở sa mạc. Dạ. Người ta cho mà anh ta tặng thêm hai cây nhỏ nhỏ thôi. Đây là phân bón quý lắm. Biết cái này là bao nhiêu không? 3 tỷ mấy á. Trời ơi. Nè, cát đó, cái này là cát thôi. Chứ còn ta nói là 3 tỷ mấy. Còn cái chậu này á. Thử cái cây dưới, cây dưới bộn không? Cây dưới nó cũng bộn không? Cái này á. Ừ. Cái này là... Cái thằng này cũng phụ mua luôn mà, hai thằng lớn. Dạ. Yeah. Cái thằng áo đỏ hả? Thằng áo đỏ. Cái này là mua áo ở đất bằng kim. Đất bằng kim. Cái này bằng như... Vô đối tiền giống như cái xe đó à. Dạ, yeah, vô giá rồi, giật vô giá. Cái này là hình như là khoảng là 300 tỷ năm rồi. Mà nó bị gãy. Ờ. Ta ngâm rượu chiền kiếp. Ờ. Nè, cái cây này ta tặng thêm nè. Cây này là chỉ giá 3 tỷ thôi, 3 tỷ mấy à. Nè, cây này uống nè. Cây lửa thổ luôn. Thấy cái này chỉ thôi mấy dân gian là người ta nói là cây lửa châu. Vậy hả? Trong đại. Nè, thấy nó lông lưỡi không? Cái lưỡi bò, lưỡi trâu, lưỡi hổ gì cả. À, thấy không? Thấy mấy cái này nè không? Ừ. Như chị giá là 2 tỷ. 1 tỷ mấy à? Ít lắm. Còn đất này là... Đất gì? Hoàng kim hả? Hoàng kim. Thằng này phụ đem lại luôn á. Thằng này phụ đem lại. Mà chở bằng cái gì máy bay ở rồi. Nước nào vậy? Ở nước nào đem về? Thằng này... Cái này chở bằng cái gì?
đường thủy nha. Ở Dubai hả? Ở Dubai về hả? Chở tàu Titanic chứ. Nhà mình có nhiều lắm, nhà mình có nhiều lắm. Đây là cái khóa điện thoại đây. Này, cái này là hai cái này nè. Đây là các bạn biết cái miếng này, cái miếng gì? Miếng vàng. Cái miếng kim cương. Bỏ vậy thôi. Ai lại lấy nhà à? Mình giàu quá mà. Bỏ nha. Còn cái cây này, còn cây này là sừng trâu. Cây này là cây lưỡi hổ sừng trâu, 300 tỷ mấy. Bán rồi làm biếng à. Cho thì cho à. Còn mấy bạn là chậu đó, nhà mình vậy thôi có mấy chục triệu, mấy chục tỷ à. Chậu này hả? À? Chậu này làm bằng cái gì? Làm kim cương vàng. Dạ. Yeah. Mua khó lắm. Các bạn thấy mấy cái hộp nhãn điếu thuốc gì không? Mấy chục tỷ á. Mấy chục tỷ á. Kim cương ai lại lấy à? Đây nè, nó mới mọc lại nè em ạ. Đẹp không? Không biết chặt. Làm biếng chặt lắm. Còn mấy cái lá này chỉ giá 1 triệu à. Đây còn phát tới ngày mai trồng vậy thôi. Trồng bỏ vậy cái lá vậy 1 triệu nè các bạn. Nhà mình giàu mà. Kim cương nè. Muốn lấy không? Cho nè. Tặng đây, đây là tặng nè. Này mấy cây này chỉ giá 3 tỷ mấy thôi. Trồng chơi vậy á, mua trồng chơi vậy á nè. Rồi cái mai đó khoảng nhiêu? 10 tỷ, 5 tỷ, 500 tỷ. Ôi giời ơi, cái lá, chỉ có cái lá nó thôi là 1 tỷ mấy rồi. Cái hạt của nó là 1 triệu thôi. Dữ quá. Trời. Ủa, hai cây kia bự bự kìa. Hai cây dữ dữ kìa. Đây. Nè, thằng này mua nè. Vậy hả? Đây, tôi dép này chuyển từ Singapore. Tôi dép này chuyển từ Singapore. Nè, bằng vàng á. Bằng vàng. Đúng rồi, này vàng thật nè. Từ Singapore về hả? Hả? Chuyển từ Singapore về hả? Sao mang đẹp ha? Đẹp, vàng thiệt. Tôi vậy á, vô giá. Cái này mang đi đâu? Mang đi cầu hả? 100 tỷ. Mang đi dọc sừng chơi á. Không dạ. Có lẽ gì à. Nè, dép này mình đang mặc là đem mua 300 tỷ nè. Ôi dồi. Rồi dép. Bằng đồng đen đó, dép đó, mấy mắt gì đó. Coi hai cái cây đem bự đó. Nè, hai cây bự này nè. Khoảng nhiêu? Đây, khoan, con đi mang dép chút coi. Rồi đi nói đi, khoảng nhiêu tỷ? Trả giá thử coi. Cái này là mua đối tiền hả bạn? Cũng thằng đó mua nè. Dạ. Thằng đó ở đây. Cũng đại gia đó phải không? Này mua là vô đối tiền à. Vô, cái này vô giá hả? Vậy mà trả thử coi, trả giá nó thử coi khoảng nhiêu? Không biết. Mấy tỷ? Một lá vậy là 50 tỷ. 50 tỷ là nhân hả? Nhân lên nhóc á. Vậy hả? Nè, cái này á là lại lá chỉ á, người bệnh á. Ăn vô rồi. Không, người bệnh ăn vô sẽ chết nữa. Chết luôn. Khỏi căn bệnh. Nè cái này nè, cái này đẹp nè. Cái này khoảng nhiêu? Đẹp á. Trả thử đi. Thôi cái này là bán 3.598 tỷ. Giờ bay vậy. Cây kia nhỏ kìa. Mấy cây này bỏ vậy thôi, ai muốn đào à. Cùng cái ai vậy hả? Là nhỏ mình ra giá là 3.000 tỷ à. Không, cây này chỉ 50 triệu. Rồi vậy là ít rồi hả giá? Cái này nhỏ. Cái nhỏ là 50 triệu à. Vậy có ai trả chưa? Có ai tiền trả chưa? Từng rồi, có cái ông tỷ phú kia trả. Ông trả 50 triệu. Từng rồi hả? Có lời trả. Mà chưa chịu bán hả? Gì? Đòi mua gì đó bán 50 triệu mà ổng mua, ổng đòi mua 50 tỷ không chịu bán, 50 triệu mới bán. Dạ. Yeah. Triệu mới bán, còn 50 tỷ không bán. Là giật giá rồi. Đây là cái mai hàng hiếm. Mai dạ. Mua cái này là hồi còn đầu cổ á. Hạt 500 triệu nha anh em. Hạt là 500 triệu á. Ai muốn lấy thì lấy nha bạn. Ai muốn lấy thì lợi cái này á. Mà bán thì không bán, không đúng giá là không bán đâu. Không đúng giá thì cho. Không. 398 tỷ nghìn mấy tỷ luôn. Không mấy cây. Cây mai nè. Vậy bạn đợi mua không bán đâu. Còn xin á thì cho. Vậy hả? Hạt này á, người sống ăn á sẽ chết. Các bạn quý không? Các bạn biết cắt này không? Cắt vàng á, cắt giác vàng. Trốn. Nè các bạn, cắt sắc vàng nè. Đó rồi cái này. Nè em thấy ghê lắm. Các bạn xem nè. Đây toàn là vàng tiền luôn nè. Xem hạt đó nè. Anh đợi lấy nè. Một hạt thôi, mình đem trồng. Đó. Nếu như anh có 500 tỷ thì lại đây. Chưa gì bự kìa. 500 tỷ thì lại đây mua cái lá này về bán. Quá trời ha. Lái tiền không á. Đây là đó các bạn. Tiền bô. Này đó. Phúc. Nuôi gì? Nuôi cá sấu hả? Nuôi cá sấu. Phúc. Không đá nha. Không đá. Không đá.
Được là cấm không đái đó, không cho đái á. Xuống dưới á, xuống là xuống, mà nếu người xuống là chết liền á. Nè, đây là cây che bút mát là 500 tỷ nè. 500 tỷ. Còn thêm mấy cái kèm này nữa là cho mấy con chim á, mấy con chim loại đậu á. Tẻm được mấy cái hai cây này khoảng giá là đấy các bạn. 300 chiếc xe hơi. 100 cái nhà lầu này nè, còn chưa mua được cái này nữa. Vậy là giật vô giá rồi. Đây nè, đây là đó cái gì có nói vậy? Đây là hai con đồ cổ á. Mấy cái con dượng gì á. Ủa, này có nè, mắt, chọt có vô nè, chọt vô vậy nè, chọt vô nè để nó làm dấu. Nó bóp chơi á. Ủa, có dấu luôn hả? Nè, đây là thời tiền sử vậy. Đời thời tiền sử hả? Nó bóp y hệt cái gì vậy á? Giống cái lỗ mũi vậy. Nè, còn mấy cây này là trồng chơi thôi. Ba hình như 3 tỷ. Hình như mấy tỷ Tú ơi, quên rồi. Cái này cấm lâu rồi. 300 năm rồi. Gần 300 năm rồi. 300 năm. Đây nè, đây là nó. Đây là cái hoa. Là không, cái này là 500 tỷ rồi. Con review cái này nha. Ai review cây lưỡi mấy lưỡi châu nha nè. Lưỡi châu à. Đây là con trình chẹt vô á. Cái này con gì? Con vàng. Con vàng. Chẳng hiểu hả? Vàng. Ha, đừng có phá nó coi ta. Review con này bán khoảng nhiêu? Thú cưng mình nuôi chơi thôi. Thú cưng mình nuôi thôi là mình hồi lúc trước là mình mua 900 tỷ nha các bạn. 999 tỷ á. Còn nè, nó thích chơi với mấy cây này nè. Đây là cái cây nha các bạn. Gai gốc gì không ạ. Cái này giá 300 tỷ. Mình bán rẻ cho các bạn, mình giảm giá cho 900 tỷ thôi. Hay giảm giá đó. Nè, nếu các bạn mua nè. Con ớt, con lừa vật, con lừa ớt vàng nè. Thì mình giảm giá cho còn 500 tỷ thôi. Giảm giá còn 500 tỷ. Mình sẽ tặng cho một cái lá đó. Chỉ giá 500 tỷ. Và mấy cái lá này mình đã review biết rồi. Vậy cảm ơn các bạn ha. Cảm ơn. Lần sau review tiếp.